rất nhiệt. Cần phải bỏ ngay. Các đội yêu cầu các đội trọng tài, các ban đội chúng ta cùng rời sân đi ạ. Và xin mời tất cả các cầu thủ cùng với lại xin mời ban tổ chức đâu ạ. Xin mời ban tổ chức, chúng ta phải giải quyết ngay những vụ việc như này. Các cầu thủ chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh và yêu cầu tất cả các cầu thủ dự bị của Tân Thượng chúng ta hãy rời sân đi. Yêu cầu các cầu thủ ban lãnh đội của hai bên rời sân đi ạ. Mọi thứ trên sân đều có trọng tài. Những tình huống bóng thật sự không có gì nguy hiểm cả. Một chiếc thẻ vàng rồi dành cho khán giả bên ngoài sân, chính xác là ban lãnh đạo bên phía Tân Thượng. Chúng ta không nên có lẽ là trong bóng đá thì sẽ có trọng tài giải quyết. Chúng ta có thể xem lại VAR. Các cầu thủ và ban lãnh đạo chúng ta không nên chạy vào sân như vậy, nó sẽ làm mất mỹ quan. Trận đấu được quay. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.